trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử thành phố Điện Biên Phủ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 6 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, có 30 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ khóa 6 với tỷ lệ phiếu bầu cao. Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 6 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và trưởng ban, phó trưởng các ban Hội đồng Nhân dân thành phố. Kết quả bầu cử, ông Hà Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 6 nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Hữu Năm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 5, nhiệm kỳ 2016-2021, được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu trưởng ban Kinh tế xã hội, trưởng ban Pháp chế, Phó trưởng ban Pháp chế và bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả bầu cử, ông Lê Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông Đào Hoài Nam, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Văn Sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng Nhân dân thành phố đã quyết nghị danh sách 12 ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, bầu 25 vị Hội thẩm toán Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ 6 tháng cuối năm 2021.